Rồi và bây giờ thì mình sẽ báo giá từ chiếc lô nha các bạn. Cái chiếc quay S110 xe này thì bán tâm thánh đồng nha các bạn. Chiếc này thì giá là 7,5 triệu. Giấy tờ cà vẹt đầy đủ hết luôn nha các bạn. Tiếp tục nữa là một chiếc quay tiếp nữa. Chiếc này thì giá là 7 triệu nha các bạn. 7 triệu có cà vẹt giấy tờ đầy đủ hết. Các bạn lưu ý nha, để tránh cái trường hợp mà lừa đảo thì các bạn không có nên để lại số điện thoại nha các bạn. Các bạn muốn mua xe để bạn liên hệ trực tiếp với shop để tránh cái trường hợp lừa đảo không. Tiếp tục đó là một chiếc A Black. Chiếc này thì cực kỳ rẻ bạn, chỉ có 9 triệu thôi nha các bạn. 9 triệu bạn. Bên trong cái video thì bạn nhìn nó hơi mờ thôi, chứ còn ở ngoài thì xe rất là đẹp nha. Tiếp tục nữa nha các bạn, là một chiếc quay anh pha rất là đẹp luôn. Xe này thì bánh mâm hay để đàn con. Chiếc này thì 9 triệu bạn, 9 triệu nha, của hãng Honda sản xuất rất là mới luôn. Rồi một chiếc quay anh pha nữa. Xe này thì chỉ có thân đầm thôi, không có thân đĩa. Chiếc này thì 7 triệu luôn nha bạn. Tất cả các xe đây đều là có giấy tờ đầy đủ hết nha bạn. Các bạn muốn mua xe thì liên hệ trực tiếp qua shop tại cái đường link ở trong cái phần mô tả nha các bạn. Cái Facebook á, bạn liên hệ trực tiếp qua shop để tránh gặp phải cái trường hợp mà lừa đảo đòi tiền cặp rồi. Bên các bạn lưu ý nha, là bên shop là không có yêu cầu ai phải cặp bất cứ 1.000 nào nha bạn. Còn chiếc này thì giá là 12 triệu bạn, A Black. Bạn có giấy tờ đầy đủ hết, nếu như bạn xem xe không rõ, bạn muốn xem chi tiết rõ ràng hơn nữa thì là nhắn tin qua shop, để shop gửi lại cho bạn xem từng chiếc cho nó rõ ràng hơn nha. Chiếc này là giá nó hơi cao nha các bạn, 12 triệu bạn. 12 triệu. Giấy tờ có đầy đủ hết. Xe thì mình đã tăng và sửa chữa lại rồi. Quay S110. Xe này thì không khác gì xe mới bạn. Video hôm nay thì nó không có được cắt được, nên là nhìn nó hơi mờ. Còn xe thì rất là đẹp, bên ngoài rất là đẹp nha các bạn. Chiếc này thì giá là 9 triệu bạn, 9 triệu nè.